Chào mừng quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 6. Mình cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể cô dì chú bác, toàn thể mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc bà con đi bán vải được giá cao. Vâng, hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở khu vực ngã ba cổng làng Áp. Đấy, thì ở đây có một cái điểm cân, thì mình xin mời tất cả mọi người cùng đi tham khảo giá vải buổi sáng ngày hôm nay. À, trong này có một cái điểm cân hàng tàu, chắc là ăn được cái giá cao. Ui, sọt vải đẹp thế. Chào anh nhá. Bỏ đứng luôn, ngồi bỏ làm có làm đâu. Thế. Sọt này bao nhiêu tiền đây anh? Chị. 72 á? Ê. Ừ. 72. Này cao nhất là bao nhiêu chị? Chắc cái này là cao nhất là không dám cân hơn. Cái này cao nhất là 72. 72. Đấy. Dạ 72. Nhưng mà vải này cũng xứng đáng thôi thật. Mua được cái sọt vải này cũng là xứng đáng thật. Ở đây có một điểm là cân được mã mở hàng là giá 72. Mình xuống dưới này tham khảo xem là giá như nào đó. Mấy người vâu một sọt này. Mình quay đây một xíu xong thì mình hôm nay sẽ thay đổi địa điểm. Giá bao nhiêu mà vẫn chưa bán này. Hello. 72 à? 72. Đẹp mà 72. Mình mượn phiếu đây. Đây đây đây. Không cần chụp ở đấy. Ô chụp làm gì? Máy đâu? Máy đâu? Máy đâu? 92 đi. Càng đẹp nhỉ, nhưng mà quả đẹp cũng như cái sọt kia. Đây. Để cho sửu viện đây. Càng ghê. Vừa nãy bác bán bao tiền? U hồng á? U hồng được bốn mấy, năm mấy không? 45 à? À. Đấy, vải này. Vải này đẹp này. Chưa trả giá. Đẹp nhờ nhìn mã tươi. Bảy mươi không được thì cho 72. Tươi mà mã này ấy. Điểm cân hoa 70. Xem hai bác này vải Thanh Hà sao nhiều bây giờ nhiều vải đẹp thế nhỉ. Chào bác nhé. 73 vậy ạ. Đây trả 73 ở dưới Lim à? À. Đấy, vải nhìn đẹp nha. Căng tròn. Căng tròn mọng nước. Và chưa bán. Sọt kia đẹp hơn. Được bao nhiêu chưa bán rồi bác? Cái này
71. Mã không mã này của anh. Quả đào. Đây quả đào. Ở đây thưa vải lắm mọi người ạ. Quả to mã đẹp lắm. 75 76 chưa bán ạ. Ghê nhỉ. 75 76 chưa bán. 71 vẫn chưa bán cơ. Vâng, bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường khu vực trên Mai Tô và cầu Chiết Phì Điền xem giá cả trên đấy như nào nhé mọi người nhé. Xin mời mọi người đi theo chân mình lên khu vực các điểm cân ở khu trên. Vâng, hiện tại thì bây giờ mình cũng di chuyển đến khu vực điểm cân của nhà Nguyên ở khu vực cổng chợ Phì Điền đây. Cổng bán rồi, các thứ đều đẹp lắm. Đây chắc là mới cân mở hàng đó mọi người ạ. Vẫn chưa bán à? Ui 76. 76 chưa bán à? Về quả. Đúng rồi. Đúng đấy. Vậy thì chắc là xuống xem YouTube mọi người đưa tin đấy. Phải. Nếu mà cả cái giá này chỉ có nhà này là mua được cao nhất. Điểm cân giá cao. Mua được thì vào mở hàng người thứ hai. Chứ không phải thứ nhất đâu. Đấy. Có người mở hàng rồi. Cũng có ra tổng nên là... Lục Ngạn quê tôi. Đưa thông tin đấy. Mua được 76 bán cho ông này một chuyến. Đấy. Nhớ mẹ xíu nó vui tí. Để em chụp bác kiểu lên trang bìa trang nhất nhá. Em cho lên. Vâng. Cứ cho lên thoải mái. Đừng mất đấy. Tiền xăng đấy. Xăng 76. Ê, được quá. Bằng 76 đây mọi người nhá, điểm cân của nhà ông Nguyên nhá ở cổng chợ Mai Tô Phì Điền. Có được 78 đến 80 nhưng mà nó là phải đều. Đấy. Con của anh là không đều, nói thẳng như thế. Nhưng mà điểm nhà ông cân hơi bị giá cao đấy, thật đấy. Nói thật luôn. 76. Thôi bán được rồi. Phải đẹp. 76. Đây cổng chợ Phì Điền đấy mọi người nhé. Hôm nay cũng không có mấy vải. Anh đang đào chui xuống đến tận dưới này. Thanh Hà ở đây. Đẹp ghê. Bảy mấy rồi. Đây rồi. 70. 72. Anh chị ơi, về được 75. Ông là ông bán cho họ ai nhỉ? Mua nhiều. Người Trung. Ông là ông bán cho toàn phải đẹp thôi. Em còn nhiều lắm. Nhớ đòi 80. Lại đòi 80. 13. Bảy bốn. Đẹp con này. 14 bán được rồi. Thật. Không biết bao nhiêu cho nó vừa đấy. Thật. Phiếu phiếu. Cười tuệ tuệ lên. Được rồi, đi vào TV cơ mà có đơn giản đâu. 74 này. Đấy, tươi này. Bán 80 nó cười mặt cho. Cười gì? Giá như này là hợp lý rồi. Tùy theo vải chứ. 80 cũng mua mà. Đắt quá, nó mua một hai hôm đắt quá, nó sợ nó cứ rút để hết thì tí đi bán 20.000 cho bọn Việt Nam không giảm. Thật. Ê, bác này mãi tận Thanh Hải lên đến trên Phì Điền bán đây mọi người ạ.
giá bán là 76k này. À, bán cổng Hạ Long. Vâng. Nó trả ở đấy nhưng mà bảo lên lên chơi hôm xem. Lên chơi một hôm. Đây. Hàng bảy ngọt đây mọi người. 45 rồi. 45k chưa bán. Và 45. Bao nhiêu rồi? Rồi ở đây bây giờ cũng thưa vải mọi người ạ. Thưa vải, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực cầu Chét Phê Điền nhé. Xem là các điểm cân ở trên đấy giá như nào. Ở đây điểm cân đây thì có mã đỉnh 76 rồi. Ít có vải. Thôi mình di chuyển lên trên kia nhé mọi người nhé. Cháu à? Cháu Truy La Ben à? Ờ. Ủa Truy La Ben rồi. Ok. Còn sang mình xem của cô lại. Ok. Dạ vâng, hiện tại thì ngay lúc này thì mình đã di chuyển lên đến khu vực ngã ba Đồng Cốc, cầu Chét Phì Điền ở trên này mọi người nhé. Thì mình thấy ở trên này bây giờ đang đông vải đây. Mình đi tham khảo giá vải ở trên này xem như nào nhé mọi người nhé. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video mọi người nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video và cũng như là ủng hộ mình. Qua Tết Đoan Ngọ cái là hôm nay lại nhiều vải rồi. Cái này bao nhiêu? Đây. Cái này bao tiền đấy? 72 à? À. 72. Được bao nhiêu bác? Bảy mấy? Hả? Ừ. 57. Ừ, hơi đen. Thế mà hỏi bác mãi không nói. Ừ. 57. Xem trong này cái soạt như này không biết bao tiền đấy. Này mình được bao tiền đấy anh? 60. Vải Thanh Hà đây mọi người nhé. Chào bác nhé. Đây vải Thanh Hà đây, cái này của bác bán bao tiền đấy bác? Hàng này bác bán bao tiền đấy? 60. À, chắc là cái giá chung chung nhỉ. Và 60. Đấy, này nhiều vải thật đấy. Qua Tết Đoan Ngọ cái là bà con ấy, có nhiều vải Thanh Hà và cũng như là vải thiều chính vụ đây. Rất là nhiều vải thiều chính vụ nhé mọi người nhé. Đây, được vải thiều chính vụ này. Tranh thủ nhiều vải tí. Vải đẹp lên mà mấy người đẹp đâu hết rồi. 70. Cái cổng chợ Mai Tô ấy. Ngay đoạn cổng chợ Mai Tô ấy. Để đây cần hiện tại bây giờ 76, 78. Vâng. Vừa vừa thì 74. Vừa quay dưới đấy xong. 55 miền dưới. 60 á? 55 á? Đây bán thì mang sang 55. Này của bác được bao tiền đây rồi? 50k. À vâng. Mời mình cái lựa vải bán thôi bác nhé. Vâng. Giá luôn vô vàn lắm. Đúng rồi. Vải đẹp thì bán đẹp. Queen. Hôm nay nhiều vải thật, hôm nay
sáng sớm ra nay ra đông vải hơn mọi hôm này. Mặt đây mới là đẹp này. Đấy. Đẹp quá, đẹp luôn đấy. Hồng chơi ngay chứ còn gì nữa. Hồng mua làm quà, giá cả quan trọng gì, nhà giàu quan trọng giá. 70. Đấy, gặp phải ngọt. Phải gặp đúng nay đâu phải gì nữa. Bánh ai không lấy cái đấy nữa, lấy cái này thôi. 70k. 70k mua ngàn luôn với nhỉ. Đấy, nó làm quà nó tính gì. Vâng. Hết u hồng à, anh trai. Thắng xe đi. Xe 70. Bác Lục Phương này, hôm nào cũng có xuất bài. Còn mấy chuyến á? À mai chuyến u hồng. À ok anh nhá. Vải Phú Nhuận đây mọi người nhá. Ơ búa giái, búa giái. Lên rồi, lên rồi, hôm nay lên rồi. Một lẻ nữa. 69. Sao thắng? Ừ, ra 69. Chờ năm 2 thì sao mà năm nói gì nữa. Hello. Hôm nay được bao nhiêu rồi? Ê vượt rồi đấy. 70 đi chú ơi. 65. Lên đi. Dưới cổng chợ cơ. Dưới cổng chợ. Xoạt này to đẹp này. Cho anh nhá. Đấy. Chăm được bảy to. Quả lông lốc luôn nhỉ. Mã. Quả to. Ui hôm nay ra nhiều vải hơn nữa. Hôm qua thì vắng. Hai hôm trước thì vắng. Hôm nay đông rồi. Này. Được bao nhiêu rồi? Đấy. 68 à? Ai trả ở đây ta chưa trả. À. 68 chắc ở khu trên. Bảy thiều chính vụ đấy nhỉ. Bảy thiều đấy. Trên 50. 50 không bán. Trên 50. Cái hàng này chung chung. Hàng này chung đây. Chào anh nhá. Hàng này bao nhiêu tiền đấy anh? 50 à? À. Biết là cái soạt này bao nhiêu tiền đấy? 42 à? Đấy. 42 à? Đúng rồi. Cái hàng chung chung. Năm mươi chưa bán. Đấy ăn mà hàng vải ngọt đấy nhờ. Chắc mai phải chuyển vải ngọt thôi. Mai chứ. Ba ngày nó đủ xe. Ba ngày nó đủ xe. Ba ngày cơ à? Ba ngày rồi, hôm nay 3 ngày chưa đủ công. Ồ. Mai chuyển sang hết công này, chuyển sang bảy ngọt thôi. Không chơi nữa. Cần gom thế này. 62 bán không? 62. Nào, bán cho vào. 62. Hả? 62k này. Đào quá, đào. Thổ lão quay. Thổ lão quay, chào bác nhá.
hôm nay của mình lại được bao nhiêu tiền đây? Hả? 67 á. Cũng quả đào nhỉ. 67. Vâng. 67k. Ừ. 72 á. 7 mấy phải sọt này đẹp ấy. Ui cái hàng này không biết bao tiền đấy. 68 à? 68 à? Bán này đấy. Vâng. Lưu ba. YouTube. YouTube. Chúc quả giàu mấy giàu. Được bao nhiêu ạ? 71 à? Để xem hàng bao tiền đấy. Chào cô nhé. Nhà mình còn nhiều vải không cô? 65 à? 65k. Hôm nay vải ngoặt ra nhiều hơn mọi người nhé. U hồng thì hôm nay mình chưa thấy đâu. Tí nữa mình xuống các điểm cân khác xem có u hồng hay không. Thanh Hà được sáu mấy của bác? 66 á? 66 chắc qua bán 7 đồng, hôm nay bán 66. Qua bán 7 đồng. cũng vải như này đấy. 66. Hàng này của mình bao tiền đấy hả anh ơi? 75. Ừ, tin đâu em mượn đi phiếu cái 75 đâu em mượn phiếu. Chắc tầm sáu mấy phải không? Hàng này chắc chỉ tầm đấy thôi. Chưa bán. Ngày nào chả bán 68-70. Ngày nào cũng bán 70. 68. Sáu đồng. Đấy, sọt đầy này đi. Dạ. Xem được bao nhiêu tiền này, 7 mấy anh? 70 à? Đấy. Đoán xin xít 70. Vải đẹp thật, quả lông lốc này. Quả lông lốc này đào. À, chào bác nhá. Đấy. Nay bác lại, nay lại có duyên lại gặp nữa rồi. Ăn trứng của chuối. Vâng. Xem hết của nhà. Vâng vâng. Vâng, nhà tỷ phú. Anh cũng phải xem hai lần rồi. Vâng, cái đấy là tên em đặt biệt danh cho anh ấy. Vâng. Anh làm ủng hộ nhiều mà. À, vâng, vâng, vâng. Nhớ là người ta trả anh bao tiền đây hả? 68. 68 à? 68. Cái lựa vải bán bác ấy. Vâng. Lựa vải lựa điểm cân. Hàng này Việt Nam
Trung Quốc ăn, Việt Nam ăn chứ gì nữa. Nhưng mà hàng này đều đều ấy. 62 62 chưa bán. Đấy, ở chợ thì có vải gì thì mình quay cái vải đấy cho bà con, để bà con biết được cái giá vải nhé. Vải ngọt, vải thanh hà hay là vải u hồng có như nào thì mình quay như vậy để cho mọi người biết cái giá vải thị trường. Hàng đám mực đây. Và đám mực này được mua được bao tiền anh? Hôm nay mua 35. 35 à? Hàng xấu nhất là được mua đi. À. Hàng này hàng hoa, hàng tốt này luôn, không phải lấy hàng vải. Vâng, vâng. Đây nhiều vải hơn hôm qua. Đấy. Toàn vải thiều chính vụ đây. Này mấy anh được giá bao nhiêu rồi chưa bán này? Nửa miếng đậu anh ạ. Nửa miếng đậu à? Đấy, toàn vải thiều chính vụ đây. Đây mọi người xem này. Hôm nay lên đây đấy. Được sáu mấy. Để mọi người nhìn thấy là cái khu vực này, ở khu vực ngã ba Đồng Cốc này ra nhiều vải hơn này. Ui. Hàng bao nhiêu tiền rồi anh? 55 à? Vải thiều chính vụ. À, hàng 15 à? 54. Sọt này đẹp ghê. Chú chào bác nhá. Hàng này người ta trả bác bao tiền đây rồi? 70 chưa bán ạ. À. Đấy. Cái này nhập bác ở đâu ấy? Không đào. Không đào ạ. À. Và 25 26. Không có u hồng. Hôm nay hiện tại thì bây giờ mình thấy quan sát là chưa thấy một sọt nào sọt vải u hồng nhé mọi người nhé. Toàn thanh hà mới là vải thiều chính vụ thôi. Sau Tết Đoan Ngọ giết sâu bọ là nhiều vải đây. Sáu năm mày à? Ê, này gặp anh trai này nữa rồi. 68 à? 68. Chào bác nhá. Sáu tám. Sáu năm. Sáu năm. Sọt bác này tươi. Sáu tám. Này ông muốn bán giá cao thì ông phi xuống dưới cổng chợ Mai Tô, nhà A Nguyên. Vâng, dưới nhà Nguyên. Vâng vâng. Kia nó cân điểm cân nhà Kim này 65 ạ. À đấy, vải u hồng đây bây giờ mới thấy một sọt là 65 này. Đẹp thật. Toàn nho mới quất. Để di chuyển lên trên này xem nào. Toàn vải thiều chính vụ đây. Rất là nhiều vải thiều chính vụ. Toàn là những cái lồ đẹp đây là điểm cân bo. Lấy bao tiền đấy nhỉ? 67 thôi à? Đây á? 70 á? Ờ.
cái này mã đẹp này, mã tươi. Cái này 68. Bốn mươi lăm k. Bảy mươi à? Bảy mốt nhé quý vị các bạn nhé. Vàng 71. Ba cái bán rồi, 71 giá 71. Xem hàng này bao tiền đi. Bảy mươi. Vâng. Giá 70. Hàng này bán bao tiền đấy bác? 48 à? Đây vải thiều chính vụ đây mọi người nhé. Hàng này thì hàng đi miền Nam không? Tám. Được bao nhiêu bác? 47 thôi. 47. Vâng. Chắc là cái điểm ngay đây rồi sao đấy? Ăn cái giá chung chung. Vải thiều. Đấy, xem bác đây vải thiều chính vụ đây. 60. Đấy. Rồi 65 trở ra. Sáu ba. Sáu ba bác bán 63 rồi. Và vải thiều chính vụ. Đâu ngồi lên nào. Ngồi lên nào. Đấy, uy tín đấy nhờ nào. Nào, cười lên nào. Nào 1 2 1 2 3 này, 1 2 3 này rồi. Ok. Đưa về lên trên kênh YouTube Lục Ngạn với tôi nhé. Vải thiều giờ ra nhiều hơn rồi. Mình đi di chuyển xuống dưới điểm cân dưới này xem nào. Bao nhiêu cho bán đây? Này hàng miền Nam không mọi người nhé. Hai sọt mà đẹp đây. Chào bác nhá. Sáu mươi á? Sáu tám á? Mã tươi ghê. 68. Đây là 70 ạ. 70. Gần 100.000 thôi mà. 70. Ô điểm nhà mình cân ở đây, ở app mới ở đây nữa. Đấy. Đấy. 70. Cái đùa xinh nhất được lên này. 70. Cái này của anh 70 à? Điểm hòa, điểm nhà hòa ở khu vực áp cân bo ở trên này nếu mọi người nhé. 70. Mã đẹp thật. Quá đẹp luôn này. Hàng này
hàng miền Nam. Mình di chuyển xuống dưới này chút xem nào. Hàng quả to đùng. Đẹp nhỉ. 75. Quả to thật nhỉ. 7 đồng. Ghê soạt nó đẹp. Bé ai bé ba chưa bán à? Được bao nhiêu không? Cái đi 65 62 đây. Cho hơn đi. Cho hơn đi, quả này mã tươi đẹp ấy. Vâng. Cho bác ấy thêm tí. Người nó đỏ hơn mới lại quả đẹp hơn. Số 3. Số 3. Ôi cho số 3 đi cho bác ấy gồm nữa thêm một giá. Thật. Đấy. Đấy. Ôi để bác cái số 3 được. Đấy. Lăng lương 63 đấy. Vải thiều chính vụ. Vâng. Đây này. 63.000 vải thiều chính vụ. Vâng. Đấy, thôi được rồi. Phận mua vừa bán, hợp lý thì mình bán thôi. Để xem bác này được bao nhiêu. 65. 65k. Đấy kia, cái gì đâu. Tươi lắm mà. Lại viết số lại. 66. 65 66. Được thêm một giá. Hôm nay nhiều, phải nói là hôm nay là mình thấy là vải thiều chính vụ là nhiều. Nhưng mà cái hàng chung chung 30 40 50 cũng có. Rồi, chắc là bây giờ toàn vải thiều chính vụ hàng chung chung nhé mọi người nhé. Bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video buổi sáng ngày hôm nay, đi cập nhật cái thông tin giá vải ở khu vực cổng áp và Mai Tô và cầu Chét Phì Điền. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình. Xin chào.